Lam Thăng Sài Gòn xin nghe kính chào quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Cái lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại đây để chia sẻ đến quý vị những cái quan điểm của tôi liên quan đến cái sự việc của trọng súng. Vì sao tôi phải tiếp tục để chia sẻ cái sự việc này vì chắc là có một số bà con mà đã xem kênh của tôi chắc cũng đã hiểu rằng trong những cái comment đâu đó vẫn còn một số bà con đang ngộ nhận cái sự việc đang gợi gắm tình thương của mình nó sai chỗ có một số bà con đang comment vô là nếu mà giúp không được thì thôi im đi để người khác giúp. Vâng, đó là cái ý ý kiến của quý vị, đúng không? Nhưng khi nào quý vị comment vô như thế này thì quý vị mới bảo tôi im được. Quý vị comment vô giúp không được thì để quý vị giúp. Lúc đó tôi mới im. Vì sao? Người giúp là quý vị thì tôi mới im. Chứ còn đằng này người giúp không phải là quý vị thì dưới quý vị cũng chẳng có cái quyền nào mà để bảo tôi im để cho những cái xấu những cái mà nó đang lợi dụng tình thương của mạnh thường quân nó tồn tại nó hình thành vì người giúp thực sự là những mạnh thường quân phương xa họ chưa có sự chứng kiến chưa có cái sự mà tiếp cận cái sự thật như thế này họ, họ vô tình họ giúp vô hình chung là tiếp tay cho những đám YouTube đang mượn những hình ảnh của một số kẻ dày mặt để làm cái chuyện sàn bậy để trục lợi trên cái đồng tiền của mạnh thường quân phương xa và có một số kẻ lành lạnh như trồng súng mà phải sống nhờ trên cái tình thương của người khác thì quý vị cân cứ nghĩ đi có nên tiếp tục để giúp đỡ nữa hay không có nên im lặng hay không? Hay là tiếp tục im lặng để cho trọng súng gom thêm một mớ tiền nữa của Mạnh Thường Quân? Đúng không? Cho nên á, cái quan điểm của tôi thì cái sự việc này nó là một cái hồi chuông cảnh báo, cảnh báo tất cả các cái bà con ở phương xa. Khi giúp bất kỳ một trường hợp nào cũng nên xem xét kỹ càng cái trường hợp đó có nên và có đáng để giúp hay không. Đồng tiền làm cái khổ. Vì sao ta thấy một hình ảnh mà ta chưa có sự xác minh mà ta lại xuống tiền rồi. Trong khi đó có một số YouTube đang cố tình câu kéo cái sự việc, đang cố tình tạo ra một cái hình ảnh đáng thương để lấy đi cái sự xót xa của một số bà con ở phương xa không có thời gian để tiếp cận như quý vị thấy đó có một số hình ảnh trọng súng mua hai hộp cơm cho hai đứa con còn hắn với là vợ là nhịn Rồi chui vô trong cái thùng rác để nhặt thức ăn thừa. Đấy. Rồi nhặt về chai mê xong nằm ngủ bụi ngủ bờ. Trong khi đó, hắn có tiền để hắn mua cá không xanh. Quý vị thấy cái sự nghịch lý hay không? khi cái ruột nó đói thì không còn nghĩ gì cái vấn đề mà kể như là thiện lành hết tôi đảm bảo quý vị luôn lo cái ruột trước chứ khi cái ruột nó đói mà dùng cái tiền đó để mua cá không xanh tôi nghĩ là cái cá thánh mới làm được cái trọng súng chưa làm được và cái sự việc từ cái sự việc mà đi mua hai hộp cơm để mấy đứa nhỏ ăn dưới đường Là làm theo sự đạo diễn Làm theo sự đạo diễn của một số YouTube bất lương Mua cá phóng xanh Cũng làm theo một số thành đạo diễn Như một minh tinh có gì thấy Cái gì nó cũng đưa lên hình ảnh được Và vừa qua tôi cũng có đăng cái clip liên quan đến là chú nợ của trọng súng Đó là chị Hương Thì trong clip chị cũng đã nói rất rõ cái vấn đề Cái số tiền hiện tại mà gia đình trọng súng đang nợ chị Là số tiền gần 300 triệu Cái đó là cái lời nói thật cái lời nói thật của chị Hương tiếp theo đó là cái số tiền đó là số tiền mà mẹ trọng súng và chị đang cắn đổi một căn nhà với nhau nhưng do căn nhà của trọng súng không có giấy tờ cho nên chị lấy lại căn nhà của chị và mẹ trọng súng là đang mắc nợ hơn 200 triệu là tiền đó là tiền trong cái lúc mà cắn cái căn nhà là chị có thối lui lại cho mẹ trầm súng là hai trăm mấy còn nợ năm chục nữa là đợi có giấy tờ là chị trả nốt tuy nhiên cái nhà đó là không có giấy tờ và cái số tiền đó là dành để trả nợ cho vợ trầm súng sau này chị mua thêm một ít đất mấy sau nữa và làm cho cái toilet nữa là tính tới thời điểm hiện tại là hai trăm chín mấy triệu những cái đó là những lời nói thật giờ tôi hỏi quý vị thế này về cái tâm lý mình lỡ cho người ta tiền rồi cho người ta mượn tiền một số tiền rất lớn đúng không thì bây giờ mình có dám là nói nặng người ta không? Nếu mà gặp chí phèo, quý vị có dám nói nặng không? Thích nó trả không thích thôi. Cù nhầy. Mà sự việc này thật sự quý vị thì cũng đã đã nghe chị Hương nói rồi. Đã hơn 3 năm rồi, chứ không phải mới đây. Nhưng đến bây giờ chị chưa lấy được một đồng. Cho nên khi tôi phỏng vấn với chị Hương đó, thì tôi biết rằng là khoản tiền, mục đích của tôi biết rằng là cái khoản tiền nợ đó là nợ từ đâu? Và từ đâu là gia đình trồng súng nợ. thì xuất phát từ cũng vợ trồng súng vợ súng ở nhà chăm con vì sao phải nợ một số tiền khủng ừ. nếu như không cờ bạc không đua đòi không son sen thì một người phụ nữ ở một vùng quê như thế không thể nợ được một số tiền rất lớn như thế với xã hội đẹp trên cái chị Hương chị đang giấu một cái sự thật chắc quý vị cũng đã biết rồi đúng không ạ? Nhưng vì sao chị Hương phải giấu? Vì giờ lỡ rồi mà các khai ra một sự thật cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Cái mục đích cuối cùng của chị Hương ở đây là làm thế nào để chị lấy lại được số tiền đó. Một người ở cho vay tiền, đó. đó là người ta làm kinh tế thì người ta không tính là cái chuyện là ai như thế nào đâu mà người ta tính cái chuyện là người ta bỏ ra thì người ta phải tìm cách nào đó mà người ta lấy lại và cách nào mà nó không động chạm nó không có mất lòng vì sao đó là những cái mối làm ăn lâu dài trên gì cố tình chị che đi những cái sự thật mà trọng súng ở quê và giờ xuống quê mà chị là người biết rõ tôi biết chị đang giấu giếm một số vấn đề nó liên quan rất lớn và tôi còn tiếp tục tìm hiểu những người ở địa phương đó nữa để sao để cho tất cả bà con chúng ta có một cái sự nhìn nhận rõ nét lại cái vấn đề này chứ không thể để mà một người thế mà lên lừa cả cộng đồng được ru ngủ cả một thế giới được Đến bây giờ mà còn một số bà con vô comment như thế thì tôi thua Tôi không biết là những người comment như thế Là thực sự có phải là có cái tâm bồ đề hay không Hay là giống như là ai chết kệ ai Làm gì các cái chuyện mà ta lại vô trách nhiệm với là một cái hiện tượng như thế này Đây là một hiện tượng Mà hiện tượng này là cảnh báo rất lớn cho những trường hợp tiếp theo nói một câu quê vốn không giúp được thì im để người khác giúp thế thì quá quê vốn rồi khi nào không giúp được thì im để quý vị giúp thì lúc đó tôi mới im cho nên mình sống ở trên một xã hội nếu như mình biết nơi đó có một con thú dữ mà mình không khả năng đủ khả năng để mà diệt con thú dữ đó thì mình cũng nên tìm cách để cảnh báo mọi người xung quanh. Để người ta tránh. Đó là một cũng là một trong những cách mà để làm phước đó. Chứ còn cái như là biết người ta đã lao vô cái đường cùng, lao vô đường chết. Mà mình thấy thế không chỉ người ta, đó là làm chuyện ác. Cho mình nên nhớ rằng sống ở đời cái thiện với cái ác là ngoài cái hành động còn cái cách suy nghĩ và làm như thế nào cho nó hài hòa, nó hợp lý. Chứ đừng cứ nghĩ là, à, ta nói ra cái việc này là ác. Nếu ta nói cái việc này mà hại một người nhưng mà cứu được rất nhiều người, thì đó là việc thiện. Trên thông qua clip này, à, tôi cũng mong quý vị cũng có những cái suy nghĩ và cũng có sự đồng cảm giống như tôi thì mới mong dẹp được những cái xấu, dẹp được những cái mà một số kẻ đang lợi dụng công tác thiện nguyện, đang lợi dụng những cái hình ảnh để mà đánh động vào lòng thương hại, trục lợi trên đồng tiền của mạnh thường quân. Trục lợi trên đồng tiền của một số bà con phương xa như thế là quan điểm của tôi là cực kỳ phản đối. Thì à, cái clip này tôi xin phép quý vị là kết thúc ở đây. Kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bye bye quý vị.